Tôi bị bán sang Trung Quốc từ rất nhỏ, vào năm 1998. Tôi là gốc người Việt Nam, tôi rất muốn tìm lại được ba mẹ của tôi. Bị bán sang Trung Quốc khi còn rất nhỏ, hot girl đăng video cầu cứu cộng đồng mạng Việt Nam giúp tìm lại ba mẹ ruột khiến dư luận xôn xao. Một video lên xu hướng trên top gần đây thuộc về một cô gái trẻ người Trung Quốc. Cô đã đăng tải rất nhiều video gây chú ý để cầu xin sự hỗ trợ của netizen Việt Nam mong tìm lại ba mẹ ruột của mình. Mong mọi người giúp đỡ tôi tìm lại được ba mẹ của tôi ở Việt Nam. Hãy chia sẻ giúp tôi để tôi có thể tìm lại được ba mẹ của tôi. Theo cô gái chia sẻ, cô bị đưa sang đây khi còn rất nhỏ, nên dường như mọi thông tin về bố mẹ, địa chỉ nhà hay tên gọi, hot girl đều không nhớ. Sau khi được bán qua Trung Quốc, cô gái được đôi vợ chồng tốt bụng nhận nuôi. Một thời gian dài lớn lên và làm việc tại đây, cô gái đáng thương vừa khóc vừa chia sẻ mình không biết tiếng Việt, nhưng dự định sẽ học và quay về Việt Nam vào tháng 6 để nghe ngóng tin tức nếu không còn hy vọng. Hot girl này buộc phải về lại nước để lấy chồng theo mai mối của ba mẹ nuôi. Rất nhiều dân cư mạng Việt Nam đã dành ra lời khuyên cho cô nàng. Cháu nhờ chương trình như chưa hề có cuộc chia ly thì kết quả rất cao. Cháu kiên trì tìm kiếm, chứ bây giờ mà về Việt Nam thì khác nào mò kim đáy biển. Hy vọng cộng đồng người Việt ở Việt Nam sẽ giúp đỡ cho cô gái hiếu thảo tìm được người thân trên quê hương mình. Số khác lại cho rằng hot girl chỉ muốn nổi tiếng trên mạng xã hội. Nói thật, câu view câu like, nếu là thật, bạn ấy đã trả lời tin nhắn riêng. Còn bạn, bạn có nghĩ đây là câu chuyện có thật hay không, hay chỉ là một chiêu trò trên mạng xã hội? Hãy để lại chia sẻ bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.